Tại thị trường Việt Nam, doanh số bán ra của những chiếc SUV đã vượt qua doanh số của những chiếc xe ở phân khúc khác từ vài năm trước. Do đó, các nhà sản xuất đang cung cấp ngày càng nhiều mẫu xe, để từ đó khẳng định vị thế của mình và Mazda là hãng xe mới nhất tham chiến với vũ khí là chiếc xe Mazda CX-8. Mazda CX-8 là một chiếc SUV gia đình ấn tượng. Nó có thể vận chuyển tối đa 5 người lớn và 2 trẻ em trên các chuyến đi hàng ngày hoặc các chuyến đi đường dài. Trong khi sức mạnh và hiệu quả kinh tế hiếm khi đồng hành cùng với nhau thì Mazda tìm ra cách để có được hai yếu tố trên trong chiếc Mazda CX-8 mới. Trên màn hình mà quý vị đang xem là chiếc xe Mazda CX-8 2.5 AVKD Premium 2021 chủ từ mới, màu trắng ngọc trinh, mới lăn bánh được 16.000 km. Xe được trang bị gói option cao cấp nhất của Mazda như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái ADD, khởi động bằng nút bấm Start Stop, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, gương chiếu hậu chống chói tự động, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, đầu DVD, megapixel 3, radio, kế nối AUX, USB, Bluetooth, kết nối điện thoại thông minh, hệ thống loa Bose, rèm che nắng cửa sau, cốp sau chỉnh điện và còn rất nhiều tính năng giải trí cũng như option khác. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 168 triệu đồng và vẫn hỗ trợ trả góp, vay tối đa lên đến 70% giá trị xe với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.